đây khu này bèo mọc, bèo tây, ruộng bỏ hoang là bèo tây nè, rồi rau muống nó mọc nè, đủ các loại cây nó mọc, cái nhìn cứ như rừng Amazon đó, cứ như đầm lầy ở rừng Amazon. Đây mới xong ngày vừa rồi ảnh hưởng của bão, mưa mất hơn một ngày mà nước nó ngập hết như này, đồng ruộng ngập hết, khu ruộng bỏ hoang ngập hết rồi. Vui. Trời vẫn còn đen thui, trời đen này là chắc là vẫn mưa nữa, chân trời vẫn đen thui. Tiếp cái đoạn mà hay ngập này nó xem là nó nước nó ngập cái cỏ nào. Đây đường đi, đường đi mưa xong rồi nước nó ngập nó tràn ra như này. Trời vẫn đen, đen tối đây vẫn mưa, đường ngập hết rồi. Cá nhiều lắm, cá sử dụng lên trên đường đi nhiều lắm. Cá ở trên cái mương này. Đây là cái cá này. Cá những cá nhảy á, nước lớn cá là cá nhiều lắm, cá chạy an toàn, nước nó ngập lên đường cá nó chạy nhiều lắm.
trắng hết, không biết những cái ao người ta thả cá bên kia, không biết mình có nhảy qua những cái bờ đấy ra ngoài. Cô bác này bán đang nuôi cái cá này. Chân nước nó ngập, nước đây là đường đi nhé, đường đi mà nước nó ngập này. Trời mưa thì có việc của bụt thì có người thích cá nữa. Thôi quý vị nhé, video tiếp theo thì mình lại khám phá tiếp theo.